Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vietep Care. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy lại những danh bạ trên chiếc iPhone của mình khi mà bạn vô tình xóa hay là mất đi. Trong quá trình sử dụng iPhone, các bạn có thể gặp một số vấn đề như là về tự nhiên bị mất hết danh bạ trong điện thoại, hoặc có thể thôi các không phải là tự nhiên nhưng mà cũng có thể trong một số trường hợp như là các bạn vô tình để cho trẻ nhỏ sử dụng và vô tình một lý do nào đó thao tác để xóa hết danh bạ của bạn, hoặc là trong vô tình có một số danh bạ nào đó của mình bị thay đổi hay mất đi, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể khôi phục lại danh bạ của mình, với điều kiện là trước đó các bạn đã đồng bộ hóa trên iCloud hoặc là các bạn đã sao lưu toàn bộ backup toàn bộ dữ liệu của mình. Thì để thực hiện việc đồng bộ hóa danh bạ này thì mình có 3 cách. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thứ nhất, đó chính là mình sẽ đăng xuất iCloud và đăng nhập lại. Thì mục đích là để cho thiết bị của mình có thể nạp lại tất cả các danh bạ mình đã đồng bộ trước đó. Thì để làm điều này, mình sẽ vô phần cài đặt và tìm đến tài khoản iCloud của mình đã đăng nhập trên máy. Và mình sẽ tìm đến phần thì chọn đăng xuất để thoát nó ra. Thì sau khi các bạn đăng xuất, thì trước khi đăng xuất hẳn thì thiết bị của mình sẽ hỏi lại bạn có muốn giữ bản sao lưu của mình trên thiết bị iPhone này không. Thì dữ liệu xóa trên iPhone này thì vẫn sẽ có sẵn trong iCloud nên các bạn đồng bộ trước đó rồi. Thì hiện tại do danh bạ của mình đã có một số số liên lạc cũng như là bị mất đi, thì mình sẽ không phải giữ cái danh bạ này nữa, thì mình sẽ tiến hành đăng xuất luôn và nó sẽ xóa toàn bộ dữ liệu. Như các bạn có thể thấy là mình đã vừa đăng xuất thành công tài khoản iCloud trên thiết bị của mình. Thì hiện tại màn hình báo là mình đăng nhập toàn bộ tài khoản iPhone. Thì mình sẽ kiểm tra danh bạ của mình. Thì hiện tại tất cả các danh bạ mình cũng đã mất đi, toàn bộ đã xóa đi rồi. Tiếp theo mình sẽ đăng nhập lại iCloud của mình. Thì mình vừa đánh xong các tài khoản và mã thuật trên iCloud và mình sẽ tiến hành đăng nhập trở lại. Thì trong quá trình đăng nhập iCloud thì thiết bị của mình sẽ nạp lại tất cả các dữ liệu trên iCloud xuống. Thì bên cạnh đó thì cũng là đây mình sẽ chọn thì chọn hợp nhất. Mình sẽ nhập mật khẩu. Và mình sẽ chọn là hợp nhất dữ liệu để chiếc iPhone của mình tiến hành nạp lại tất cả các dữ liệu trước đó mình đã sao lưu trên iCloud của mình, bao gồm các danh bạ mà mình đã vừa làm mất một số liên lạc. Ok, và như vậy mình đã vừa xong đăng nhập trở lại tài khoản iCloud trên thiết bị của mình. Thì mình sẽ kiểm tra danh bạ của mình xem nó đã có trở lại chưa. Đây, và như vậy là danh bạ của mình đã trở lại thiết bị của mình. Thì các bạn có thể kiểm tra xem có bị mất hoặc là bổ sung lại những danh bạ mình đã mất hay chưa. Nếu mà vẫn chưa, mình có thể tiến hành sang cấp 2 để có thể đồng bộ lại dữ liệu trên danh bạ của mình. Cách thứ hai đó chính là có phần đơn giản hơn, đó chính là mình sẽ mở lại cái chức năng tắt và mở lại chức năng đồng bộ danh bạ trên tài khoản iCloud của mình. Thì mình khuyến khích các bạn cũng nên sử dụng cách này đầu tiên, vì nó tính đơn giản của nó. Đầu tiên mình sẽ vào phần tài khoản iCloud của mình. Đây, mình sẽ tìm đến phần tùy chọn danh bạ. Mình có thể tắt mở lại ở đây, nó cũng sẽ hỏi cho bạn là có muốn, giả sử trong trường hợp như là danh bạ của bạn đã mất đi một số số liên hệ liên lạc, thì bạn có thể xóa nó, xóa dữ liệu trên iPhone của mình, tức là danh bạ của hiện tại đã bị mất á, các bạn xóa nó đi. Lúc này các bạn có thể kiểm tra lại danh bạ của mình đây, và nó đã bị xóa mất đi. Và mình sẽ tiến hành mở lại để tài khoản của mình nạp xuống dữ liệu danh bạ từ trên iCloud xuống đây. Và như vậy các bạn có thể thấy là nó đã nạp trở lại như ban đầu của mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ ba để có thể khôi phục lại danh bạ của mình. Đó chính là mình sẽ restore lại bản backup từ iTunes. Nếu mà các bạn trước đó đã thường xuyên backup dữ liệu của mình thông qua iTunes, đầu tiên mình sẽ gắm cáp sạc của mình vào
với thiết bị máy tính để tiến hành mở iTunes lên và đồng bộ. Và như vậy mình đã vừa kết nối thiết bị của mình trên máy tính, kết nối mình với máy tính thông qua phần mềm iTunes. Thì đối với khi mà các bạn cài đặt phần mềm về iTunes về, thì các bạn nên trong những lần sau đâu trước thì các bạn nên tắt đi tùy chọn tự động đồng bộ hóa khi chiếc iPhone này được kết nối. Thì tại vì sao mình nên nếu mà các bạn chưa hoặc là vẫn mở tính năng tự động đồng bộ hóa này thì mình cũng khuyến khích là không nên sử dụng cách mà khôi phục lại bản sao lưu, vì nó sẽ cũng không khả thi lắm. Tại vì nếu mà các bạn bật tính năng này trước đó thì khi các bạn kết nối iPhone thì nó sẽ tự đồng bộ lại và sao lưu thiết bị của bạn lại, sao lưu luôn cả những cái danh bạ của bạn, danh bạ mới của bạn mà cái dữ liệu danh bạ đó đã bị mất. Thì khi các bạn khôi phục lại thì nó sẽ không trở về với cái những danh bạ mà trước kia có những cái số liên lạc mà mình đã bị mất đi. Thì mình chỉ khuyến khích sử dụng cách này khi mà trước đó các bạn đã tắt tính năng đồng bộ hóa khi iPhone này đã được kết nối. Thì lúc này khi các bạn kết nối iPhone với laptop hoặc là thiết bị máy tính của bạn thì nó sẽ không đồng bộ. Thì lúc này các bạn có thể khôi phục lại bản sao lưu trước đó mà không mà trước đó đối với cái danh bạ của mình mà chưa bị mất đi. Thì lúc này mình sẽ khôi phục lại bản sao lưu. Trong một số trường hợp thì nó sẽ thông báo với mình là phải yêu cầu các bạn là tắt tính năng tìm iPhone trước khi khôi phục chiếc iPhone của mình. Thì để tắt tính năng này các bạn có thể vào phần cài đặt iCloud trên thiết bị iPhone và tìm đến phần tìm iPhone và tắt nó đi. Mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn cái phần đó. Thì nhưng mà hiện tại thì sau khi các bạn tắt tính năng đó thì các bạn có thể khôi phục lại bản sao lưu của mình. Đây là cách thứ ba trong phần có thể khôi phục lại danh bạ của bạn. Và như vậy mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn ba cách để có thể lấy lại danh bạ của mình đã bị mất đi một số liên lạc trên thiết bị iPhone cũng như các thiết bị khác hệ điều hành iOS. Đừng quên chia sẻ bài viết này nếu nó hay và giúp cho các bạn lấy được danh bạ của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau.